thưa quý vị mới đây trên địa bàn tỉnh thanh hóa vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở cảng quốc tế nghi sơn nguyên nhân ban đầu được biết là do ngạt khí vụ việc khiến cho một người tử vong hai người khác đang trong diễn biến nguy kịch Ngày 11 tháng 4, lãnh đạo Cảng Quốc tế Nghi Sơn ở khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội biên phòng. Cảng vụ kịp thời tiếp cận cứu hộ, đưa ba nạn nhân bị hôn mê trên tàu, chở sắt phế liệu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Theo thông tin trước đó, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 9 tháng 4, tại khu vực neo đậu Cảng Quốc tế Nghi Sơn, tàu Vigor SW, quốc tịch Panama, số IMO 0938508 số hiệu 3EXV3 do ông Kai Wang Feng làm thuyền trưởng, trên tàu có 19 thuyền viên vận chuyển 29,926 tấn sắt phế liệu từ cảng Hồng Kông Trung Quốc đến cảng Nghi Sơn. Trong khi chờ cập cảng thì xảy ra vụ tai nạn trên khiến cho ba thuyền viên gồm Li Wang Liang sinh năm 1990, Quang Li Jin sinh năm 1969, còn San sinh năm 2000 cùng quốc tịch Trung Quốc bị hôn mê. Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn lập tức cử lực lượng chủ trì phối hợp với Trung tâm Phòng chống dịch bệnh thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, hợp lực tiến hành sơ cứu cấp cứu ban đầu và đưa ba nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế hợp lực thị xã Nghi Sơn để cấp cứu. Đến 12 giờ ngày 9 tháng 4, nạn nhân Li Wang Liang đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ba nạn nhân trên bị ngạt khí khi xuống khoang hàng để làm việc hiện vụ việc vẫn đang được ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng nghi sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân những thông tin mới nhất có liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video sau